Rồi hello chào mọi người. Thì hôm nay nhận được hai cái thùng hàng là mình mở cho mọi người coi chơi nha. Thì cái đợt này đa số là kính với lại máy nghe nhạc thôi mọi người. Còn cái hàng loa thì hiện tại vẫn chưa về tới đâu. Tết nên là có vẻ kẹt hàng hơi bị nhiều mọi người. Rồi ok, mình mở dần dần cho mọi người nha. Chắc cũng được tầm được vài chục món rồi, chắc tầm được 20 món và đa số là sẽ là kính mắt Ray-Ban nha. Rồi. Thì mọi người thông cảm là cái kính Ray-Ban á, nên là nó nhiều cái mọi người, nên là mình không có công khai giá trên trên đây được đâu. Mình sẽ phải post cái giá và cái hình chi tiết bên cái Zalo nha mọi người, nên là mọi người có nhu cầu mua kính á, thì kết bạn Zalo của mình nha. Rồi ok, đầu tiên là một cái khiển này mình đặt về để ghép với cái dàn thôi. Khiển này thì không có gì, khiển với dàn Panasonic thôi mọi người. Ok, tiếp theo mọi người, tiếp theo. Tại vì kính á, thì nó tùm lum đó mọi người, nó phải có cái mã rồi có cái thông số trên đó nữa, nên là sẽ không có báo trên trên YouTube được mọi người. Nhưng mà mình sẽ show cho mọi người coi cái hình dáng rồi cái chất lượng thôi. Rồi ví dụ như mọi người muốn mua cái cặp đó thì mọi người sẽ liên hệ riêng với mình nha, để mình báo giá chính xác nha. Thường mình sẽ báo giá chính xác trên tường Zalo á và trên Facebook Tùng Audio Nha Trang hoặc là Tony Trần nha. Rồi, đây là một cái kính Ray-Ban kèm theo cái hộp gốc của người, cái hộp xịn của nó đây. Rồi, ok, cái hộp này mọi người, hộp bằng da hay sao á. Con này là kính BL nè. Bose and Lomb Impact Resistant Lens. Rồi ok. Rồi, trong đây thì có một cái khuôn nhựa, cái khung nhựa để giống như là để chống bị bể người. Đây là một cái warranty card nè mọi người. Warranty card nè. Thấy không? Hàng Nhật thì đa số là sẽ không có hàng giả đâu, tại vì giá mấy con này bên đó cũng không nhiều. Đây là một cái khăn này, chắc cũng cái khăn chắc không phải chính hãng đâu. Rồi đây mọi người, đây đây mình lau sơ người to nha. Nói chung là gần bữa giờ mình về thì mình thấy cái mặt hàng kính họ hàng đấu giá rất là tốt người, cái chất lượng đó, nên là và giá thành cũng cũng khá là ok, tối ưu, nên là mình đặt về thêm để mình bán cho mọi người. Có kính rất đẹp người, rất đẹp, gần như là còn nguyên vẹn cái nước si luôn người. Nước si mạ vàng còn nguyên vẹn luôn. Cái kính này là một cái kính BL 6214 người, 6214 đó. Rồi những cái con này thì mình sẽ báo giá trên Zalo nha, mình thấy không? Rất là đẹp luôn á, màu đẹp. Tại vì lên Zalo mình mới lộn chút nữa mình mới kiểm tra cái warranty card này với lại cái giá cả chính xác của nó, tại vì những cái cặp như vậy thì rất là nhiều người, BL 624 nhiều lắm. Ok, tiếp theo mọi người, tiếp theo. Thì đợt này mình có về được vài cái máy nghe nhạc nữa mọi người, máy nghe nhạc nha, máy nghe nhạc Sony. Hàng giờ này tương đối khan nên là mình không có đấu giá được nữa, lộn đấu giá được số lượng ít mọi người, rất là nhỏ giọt nên là hàng gần như là khan luôn á. Khách hỏi nhiều lắm nhưng mà không có hàng để bán mà. Sorry, rồi đây thêm một cái kính Ray-Ban, tiếp tục Ray-Ban. Hộp góc của nó luôn, hộp này hộp xịn nha. Cái này là kính cô nữ nha người, rất là đẹp luôn người đó, thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà con này thì không kèm cái khăn lau đó, thấy không,
Kính này tặng cho nữ dùng quá đẹp luôn. Con này là một cái con 4921 người, 4921. Đẹp luôn. Nữ đeo những kính này sang lắm người. Những cái này là mạ vàng hết người, mạ vàng thật nha. Vàng 18K á, nó còn ở trong thì đương nhiên không bằng vàng, nó chỉ mạ thôi. Rồi ok. Một kính Ray-Ban nữ. Rồi để đây. Tiếp tục vào đây người. Này. Ok, thêm một cái Ray-Ban thôi. Wow, hộp màu đỏ nhìn đẹp thật. Wow, đây mọi người, cái hộp này. Nhìn sang chưa? Màu đỏ tươi luôn. Rồi đây, một cái kính. Wow. Quá đẹp luôn. Ok, con này là một cái con gọi là square người, square là dạng như hình hơi vuông vuông á, Made in Italia nha, Made in Italia. Đây để mình coi thông số bên đây, ai không? Square nè, mọi người thấy không ta? Hơi khó nhìn đúng không mọi người? Hơi khó nhìn. Square 5419145 mọi người. Ok, cái kính rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn, mạ vàng đúng không? Rồi ok, tiếp theo, tiếp tục. Đây rồi. Con dao này có vẻ cùn quá rồi. Ok, tiếp tục. Là một cái kính. Đợt này mình về nhiều kính lắm. Đây, cũng của nữ luôn người, kèm theo cái warranty card này người. Đây. Dòng này là dòng BL nha người, dòng BL. Bow and Lomb Ray-Ban USA. Con này là Đức 0366 người. Rồi, dòng này thì Made in USA nha người. Ok. Rồi, tiếp tục mọi người. Đây nha. Ok, một cái Ray-Ban kèm theo hộp gốc và cái khăn lau. Ok. Con này cũng đẹp, con này quá đẹp luôn. Wow. Con này hình như mình nhớ là có khách đặt rồi thì phải. Đó, dòng này là dòng Rare Metal mọi người, Rare Metal 5021145 mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Nhỏ gọn, mà con này gọn, con này dùng cho những người mà có khuôn mặt hẹp hoặc là nhỏ người đeo rất tốt. Theo mình nhớ thì con này là có khách đặt rồi. Có khách đặt rồi thì chút mình kiểm tra lại. Con Rare Metal này như có khách đặt. Ok, tiếp tục thôi. Đây mọi người tiếp tục nha. Đây họ cái shop gì nè, cho cái giấy giống như là cái giấy tờ quảng cáo thôi.
rồi kèm theo cái bao xịn mọi người. Ok, một cái kính nữ đúng không? Nữ. Một cái kiểu làm theo kiểu gọi là cái màu này, cái màu gì mình quên mất rồi. Cẩm thạch hay là cái gì đó, nói chung là vân vân dạng như giống như là không biết nói quên mất kia. Ok, kính nữ người rất là đẹp. Ok, ai muốn tặng cho bạn gái hay tặng cho vợ thì mua những cái này là hợp lý luôn, vừa rẻ mà vừa chất lượng nữa. Con này là RB4246 5119145 nha người. Kèm theo cái túi xịn luôn. Quá đẹp. Rồi, để đây. Quá thì kính luôn. Rồi, ok, tiếp theo nha người, tiếp theo. Rồi, cái này họ gửi theo kiểu bi thư thôi. Đơn giản. Tại vì cái kính này là nó có cái hộp nên là cũng không lo lắm về cái việc vận chuyển, với lại bên Nhật họ vận chuyển rất là tốt, người khó bể lắm, chủ có về Việt Nam nó bể không thôi. Rồi một cái kính tiếp, hộp này hộp xịn nhưng mà có cái khung nhựa ở trong để bảo vệ nó này. Ok, quá đẹp luôn. Cái con này đợt mình ra ngoài cửa hàng mình mua là 6 triệu mấy á người, 6 triệu mấy con này nè. Wow, quá đẹp luôn người. Thấy không? Quá cực kỳ đẹp luôn. Ok. Để mình bấm lên cái một ít cho người dễ nhìn đó, dễ dễ nhìn hơn nè. Alright. Con này là nó file hết cái thông số rồi nhưng mà tình trạng còn tương đối tốt, mà con này mình cũng đang xài nè. Con này là mã BL nè. Rồi ok, kính này của nam nha người, của nam. Rồi. Cất vào. Quá đẹp. Những cái con này mà tới hồi cần ra tiệm mua đắt lắm người. Đợt mình có lần mình mất cái kính xong rồi mình ra cửa hàng mình mua, kiếm một cái kính Ray-Ban gần như mẫu mã rất ít luôn. Tại vì không phải chỗ nào nó cũng chuộng nên là xong rồi mua một cái mới lên tới 6 triệu luôn. Rồi ok, tiếp theo. Cái kính Ray-Ban BL nam này đẹp quá người. Đơn giản sang. Dao này nó cùn quá, ngồi đầu một chút xíu nha. Đó, cái đường con dao mới đây. Đó. Mới rạch cái này. Đó, ok. Hộp Ray-Ban xịn. Wow, cái này muốn hư rồi mọi người. Cái này cũng lâu rồi đây. Chậu một cái kính nữ. Cái dạng này là một cái dạng bự người. Dạng này là dạng như là cho những người mà có khuôn mặt rộng người. Con này là Ray-Ban USA. Ray-Ban USA và cái mã của nó là Wayfarer Max mọi người. Wayfarer Max. Ok. Rồi, kính này thì tặng cho nữ dùng rồi, nữ dùng. Nhìn cũng còn rất là sang nha. À, tròng kính thì cũng hơi phết phết chạy nhẹ. Nhưng mà nhìn chung là vẫn còn ok mọi người, rất khó thấy, rất là khó thấy vết trầy. Thấy không? Rồi, ok, con này thì nữ có khuôn mặt rộng á thì mang, nhưng mà nếu mà mặt không rộng nhưng mà nếu mà vừa mang những cái kính bự này mọi người nhớ sang mọi người. Rồi ok. Thì mọi người mua hàng mọi người cứ chụp cái màn hình á, nó có cái hình á rồi gửi qua mình thì mình sẽ lật lại cái kính đó nha. Cái hộp này thì hơi bị rách rồi mọi người, hơi bị rách rồi, thông cảm. Tại vì nó cũng cũ rồi. Cũng hơi cứng không khó gài nè. Ok, tiếp tục ha. Đó, thêm một cái nữa. Xa ra qua. Xịn. Rồi, đây tiếp tục một kính nữ người. Cái này thì giống như cái mới nãy rồi, nhưng mà con này là cũng 0366 nữa người. Đó, một con Club Master nha.
Thấy không? Đây mình nâng lên xíu cho dễ nhìn cái này, giờ này thấp. Khá là đẹp luôn. Con này là Club Master RB3016 W0366 nha mọi người. Quá nhiều số luôn. Ok, để đây. Để lên đây luôn đi. Cho nó đỡ bị rơi rồi. Rồi, tiếp theo thôi. Thì đợt này nhiều lắm, mình về như tới cái 20 mấy cái kính là mọi người. Đây. Cái này là một cái hộp mình nghĩ không phải chính hãng đâu, hộp này chắc một cái hộp Maxmara. Oh wow, sao cái này, cái này rồi ok đây. Con này hình như là cái con gọi là cái con Ray-Ban Riving, người con này như có khách đặt luôn rồi, có khách đặt con chốt con này rồi. Một cái màu rất là nhẹ thôi nên là đeo rất là sang rồi. Đeo con này sẽ chống được tia cực tím và sẽ thấy mắt nha, và nói chung là nhìn sẽ gần như là con này đi ban đêm tốt nha, người con này đi ban đêm tốt, chống chói chống chóa gì đó. Rồi ok đẹp, con này quá đẹp luôn. Nhìn rất là sang, thấy không? Cực kỳ sang trọng luôn. Những cái mẫu này thường ra tiệm là không có đâu người. Gọng mạ vàng 18K nha. Con này thì cũng made in USA đây. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Kính của nữ người đây. Rồi ok, con này thì cũng tương đối. Con này là cái con BL Ray-Ban, không biết là mã gì tại vì nó file số hết rồi người. Đây mình xem, con này cũng kính nữ. Rồi ok, kèm theo hộp chính hãng luôn. Rồi, cái này là một cái túi người, một cái túi, ô cái túi gì to chiếu lên biết nữa. Mình tưởng cái này là cái túi đeo chéo, ai ngờ lộn, cái túi đeo chéo, ai ngờ cái này nó bự. Bự quá người. Ok, con này là một con LV nha. LV này dạng hơi to. Wow. Đây là con này LV mà đây. Trung size hơi lớn nhỉ. Wow. Cái túi này để được luôn cái iPad người. iPad bự nha. Rồi ok, con này thì mình bán là 8 triệu 9 đó người, 8 triệu 9. Con này thì mình có đăng trên Zalo rồi. Nói chung là còn lành lặn hết nha, mình thấy không? Không có một cái vết nhiều cả. Con này như chính hãng nó rơi vào tầm mới tầm 20 triệu người, 20 triệu á. Con này. Rồi để đó luôn. Nhìn cho nó đẹp. Đó, thấy bên Nhật không, người ta cái món mà nó cũng gọi là có giá trị đó. Mà rõ
gói bằng cái bọc đơn giản thôi, tại vì bên đó người ta cũng không có lấy hàng nên là gì cả. Ok, đây là một cái máy nghe nhạc nha, A306. Con này thì đây, 236 màu đen người, màu đen nha, gray á, gray, màu đen gray. Đây đẹp đúng không người, đẹp. Con này dùng tốt nha, nhỏ gọn, pin lâu và chạy Android 12, thích hợp những công nghệ mới nhất. Thì trong đây sẽ là một cái bao da chính hãng người, một cái bao da chính hãng cũng màu gray luôn nha, đó, rất là đẹp, kèm theo cáp sạc của nó và cái giấy tờ của nó rồi. Ok, 6.5 mọi người, bộ này 6.5, chưa gồm cái thẻ nhớ nha mọi người, để thẻ nhớ thêm 300.000 nữa là thẻ 128 á. Rồi để đây. Rồi, tiếp tục. Đây nha mọi người. Rồi ok, một con máy Sony DXM1A mọi người, DXM1A. Con máy nha. Ok. Đây mình mở sơ cho một con. Ok. À, đây nha mọi người. Rồi, máy rất là đẹp mọi người, gần như là 99% nha. Thấy không? Thì bên trong này nó sẽ có sách hướng dẫn ở đây mọi người, sách hướng dẫn rồi những cái giấy tờ của nó thì nó bỏ bên đây. Mình mở sơ một con, tại vì trong đây nè, trong đây sẽ là sách hướng dẫn nè, còn cáp sạc thì sẽ bên đây nha. Đó mọi người thấy, cáp sạc là một cái dây đeo điện thoại. Rồi ok, full box. Đó, con này thì 9.5 và có khách chốt rồi. Con này thì khách chốt một máy này với lại một cái thẻ nhớ 512 chép full nhạc đó, thì ngày mai mình sẽ giao hàng đi cho anh khách nha. Anh chuyển khoản trước Tết luôn người, anh chuyển khoản trước Tết luôn rồi, là chỉ giao máy đi thôi. Ok, xong đi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục sẽ là, mình đợi chút xíu mình sắp cái này lên đã nha. Rồi, tiếp tục cái cục này luôn. Ok, đây là một cái tờ giấy gì thông báo của bên họ, nói chung là những cái bill của họ thôi. Rồi, một máy Sony DXM1A nữa rồi, mình đợi chút mình chút xíu nha. Đây, một cái con máy này thì cũng có khách đang hỏi đặt cái này rồi, nên là chút mình báo hàng cho khách rồi. Nếu mà họ lấy thì mình giao đi luôn. Đợt này về được hai máy DXM1A nè, tại vì hiện tại cũng hiếm quá mọi người. Đây, hàng cũng gần như là like new mọi người, mọi người thấy không? Đẹp, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi. Rồi, con này thì hình như là không có cáp sạc rồi. Con này cáp sạc lạc nó mất tiêu rồi không biết nữa. Rồi ok. Có thể là mình sẽ bù cái cáp sạc vô cho cái máy này nha mọi người. Ok.
Rồi, được hai máy. Máy M1A. Rồi, tiếp tục thôi. Thì đợt này mình có về cái máy ép mọi người, cái máy ép Hurom mọi người, Hurom nè, thấy không? Đó, Hurom. Hàng cũng hàng trưng bày thôi. Đó, con này thì 4 triệu mấy á, để có gì mình báo giá sau mọi người. Nó tầm 4 triệu mấy á. Mua trực tiếp từ Nhật luôn, con này từ Nhật thì điện 100V nhưng và sản xuất Hàn Quốc, nhưng mà để xuất qua Nhật á thì cái tiêu chuẩn nó sẽ khắt khe hơn nha mọi người. Rồi, ok, món tiếp theo. Cái này là cái bộ loa JVC NW1 mọi người, nó nhỏ xíu vậy đây. Đây là cái âm ly này. Và oh wow. Loa gì bé tí vậy. Wow, đây cặp loa một chút xíu rồi. Đây, đó mọi người, cặp loa này. Thấy không? Full box luôn. Rồi, để mình mở. Cặp loa này là cặp loa bằng gỗ nhỏ nhất thế giới nhiều. Nó là dùng cái loa bass có hình như 3cm thôi. Đây là nhỏ xíu rồi, thấy không? Rồi, ok. Rồi, để lên đây nha. À, cái máy Hurom này thì cũng không cần phải khu đâu. Và còn một món cuối cùng rồi. À, một cái âm ly đèn Galaxy Mini âm đèn mini Galaxy 1 người. Audio Spy Galaxy 1. Đây, con này thì mình về màu đen nha. Màu đen. Ok, để mình quay qua đây cho mọi người nhìn nha. Vừa rồi mình đã bán một cái bộ màu trắng cho mình, có luôn cái loa zin của nó, mình còn nó đăng trên YouTube với lại trang cá nhân này. Thì đợt này là một cái bộ màu đen, ok, quay lại gần xíu cho mình xem nha. Rồi thì cái bộ này thì cái miếng ni lông bên này vẫn chưa gỡ người. Không biết sao lại không gỡ, tại vì con này nó chảy rất là nóng, nếu mà không gỡ thì sẽ thường là không có chơi được, nó sẽ chảy. Mà con này cũng chưa gỡ, có vẻ là một cái hàng lưu kho. Bóng của nó là bóng Audio Space chính hãng nha, thấy không?